Hello. Hey, chào các bạn nha. Mình là Lê Tý và mình đã quay trở lại rồi đây. Nãy mới có tí việc cho nên là mình chạy đi gấp. Mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến cho tất cả các bạn một cái gói add-on. Mình cảm thấy là nó cực kỳ hay và mình chắc chắn là các bạn rất là thích những cái add-on như thế này, vì những cái add-on này các bạn có thể sử dụng được trong khi mà các bạn survival và nó rất là hữu ích, cực kỳ hữu ích. Có lẽ như vậy. Rồi, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bạn một cái bộ mod add-on. Nói chung là trong cái gói add-on này các bạn có thể thêm được những cái công thức chế tạo những cái thanh kiếm cực kỳ là mạnh, cứ rất là mạnh, nó rất là bá đạo. Đó. Rồi. Thì thật sự là hay là như vậy. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bạn cũng như là review nhẹ nó nha các bạn. Rồi, nếu các bạn cảm thấy video này hay thì nhớ cho nó một like, một share cũng như là đăng ký kênh của mình. Và bật cái chuông lên để nhận được những thông báo mới nhất cũng như là ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Let's go thôi. Ở đây có một con mèo rất là cute, dễ thương, for my way này. Go. Đấy, nói chung là video hôm nay mình rất là đầu tư các bạn. Mình đã chuẩn bị rất là nhiều. Đấy, vì những cái công thức chế tạo này thì nó rất là nhiều nha các bạn. Đó. Và mình chủ yếu là giới thiệu cho các bạn một vài cái công thức thôi nha. Còn lại thì các bạn hãy xuống phần mô tả, tải nó về, và ở trong cái file mà các bạn tải về thì mình có để một cái ảnh. Trong cái ảnh nó có rất là nhiều cái công thức để cho các bạn crafting để mà các bạn sinh tồn nha. Đấy, nó rất là hữu ích, nó rất là mạnh. Đó, bé cừu né ra nào. Ok, mình sẽ lấy một vài thứ để cho các bạn xem này. Những cái thứ này thì các bạn khi sinh tồn thì các bạn phải có nó để mà tạo những cái công thức chế tạo nha các bạn. Đấy, đây. Ở đây thì các bạn thì thấy là sắt cũng rất là dễ kiếm này. Cái khối sắt này cũng rất là dễ kiếm thôi. Thứ hai, khối kim cương cũng khó kiếm thực sự. Nhưng mà than thì nó lại đơn giản. Đấy, còn ở đây các bạn cần que của quỷ lửa thì cái này các bạn kiếm ở địa ngục nha các bạn. Còn cái này thì thạch anh này thì cũng rất là dễ kiếm ở địa ngục, có rất nhiều. Còn cái mà sau địa ngục này mình không rõ lắm, tại vì mình rất là hiếm khi sinh tồn cũng như là sinh tồn khá là gà. Cho nên là cái khối sau địa ngục này các bạn hãy comment bên dưới để cho mình biết là cái này kiếm như thế nào cho các bạn. Đó. Các bạn có thể bình luận là thằng này gà, nhưng mà mình chấp nhận thôi tại vì mình gà thật mà. Rồi, ok, thì đây. Đó, bên tay phải này. Đây là cái những cái thứ mà các bạn cần chuẩn bị. Đó. Và đây, qua những cái rương này cho các bạn xem nhé. Đây là những cái công thức chế tạo đầu tiên. Các bạn đều áp dụng những cái này nha các bạn. Đó, chia ra. Ở đây, các bạn cần chuẩn bị những cái như là sắt cũng như là khối kim cương và than để mà chế tạo ra cái này. Đây là cái lưỡi kiếm các bạn ạ. Đó, sau khi chế tạo được lưỡi kiếm rồi thì các bạn dùng cái lưỡi kiếm này ra để mà áp dụng que quỷ lửa cũng như là sao địa ngục để mà ghép thành một cái thanh kiếm như thế này nha các bạn. Đấy, kiếm này nó cộng tới 45 đam đó các bạn. Các bạn có thể hiểu là một cái con dân làng thì đam máu của nó ấy, thì nó sẽ có là 10 máu, nhưng mà đam của thanh kiếm này là tới 45 giọt thì các bạn thì hiểu là nó mạnh cỡ nào rồi. Đó, tiếp theo. Đây là một cái thanh kiếm tiếp theo. Đây là cái lưỡi kiếm của cái này. Thì các bạn sử dụng như cái công thức đầu tiên thì các bạn sử dụng thạch anh và khối sắt cũng như là khối kim cương để cho ra cái lưỡi kiếm này. Đấy. Và cái lưỡi kiếm này trời mưa. Ok. Các bạn sử dụng những cái lưỡi kiếm này để mà tạo ra cái thanh kiếm này nha các bạn. Đó, thanh kiếm này là cũng rất là mạnh, nó cũng bằng với cái thanh kiếm lúc nãy. Đó. Rồi, nếu các bạn cảm thấy nào mà cái nào nó dễ đơn giản, dễ tạo thì các bạn hãy làm nhé. Riêng mình thì thấy cái sao địa ngục này cũng khá là khó kiếm này. Cũng như là cái thanh que của quỷ lửa này, các bạn phải xuống địa ngục để mà kiếm. Đó. À, các bạn có thể để ý này, ở đây mình có một cái kiếm kim cương nhé. Đấy, các bạn có thể hiểu là một cái kiếm kim cương bình thường nó chỉ có là 7 đam. Đó, nó chỉ có 7 đam này, sức tấn công là 7. Nhưng mà cái thanh kiếm của chúng ta nó có tới 45 đam, là các bạn thể hiểu là nó gấp mấy lần cái thanh kiếm kim cương đúng không? Đó. Cho nên là các bạn thể hiểu là cái kiếm này rất là mạnh. Đó. Để mình test nhẹ những cái đam của những thanh kiếm cho các bạn xem nhé. Ok. Ở đây mình có chuẩn bị một cái quả trứng của có con quái thú đi rừng.
Thì cái con này là các bạn có thể hiểu là nó máu nó chai cỡ nào rồi. Bây giờ mình sẽ chơi nó cho các bạn xem nhé. Ra đi con trai ạ. No, nó đang rượt mình các bạn ơi. Chết. Đấy các bạn thì thấy là cái thanh kiếm này nó khi mà các bạn cầm vào thì nó tăng tốc chạy rất là nhiều đúng không? Đó. Thanh kiếm này mình nghĩ là nó tăng thêm giáp này. À, nó tăng thêm giáp các bạn, ngon. À nhầm, tăng thêm máu các bạn. Rồi, okay, bây giờ mình sẽ chơi con này cho các bạn xem nhé. Mày lại đây. Hai nhát. Ồ hôi. Ba nhát. Trời, rất mạnh. Wow. Chém ba nhát và chết một con quái thú đi rừng nha các bạn. Rất là mạnh đúng không? Đó. Đây này, các bạn tự thấy là nó tăng tốc chạy này, cũng như là đam nó rất là cao. Thế thì các bạn có thể hiểu là ba nhát thì cái con quái thú đi rừng đam máu nó chỉ hơ trên là 130 máu thôi. Đấy. Rồi, đến với công thức cuối cùng nha các bạn. Công thức này là công thức thứ ba. À, ngoài các những cái công thức này ra thì nó còn thêm những cái công thức nữa. Nhưng mà thật sự thì cái gói add-on này nó cũng khá là mới, cho nên là mình cũng không thể nào mà thuộc hết được những cái công thức đó, cũng như là review cho các bạn. Cho nên là các bạn hãy tải về và trải nghiệm nha. Rồi, đây, đây là các công thức mà cái kiếm này gọi là cái kiếm cuối cùng nha các bạn. Kiếm này rất là mạnh. Đam nó tới 98 đam. Wow. Một cái số lượng máu rất là kinh khủng. Đó. Các bạn phải sử dụng cái thanh kiếm đen và cái thanh kiếm trắng này cộng lại với nhau thì nó mới cho ra được cái thanh kiếm gọi là thanh kiếm cuối cùng này. Nó rất là mạnh các bạn. Bây giờ mình sẽ lại đem ra để test cho các bạn xem nhé. Rất là mạnh luôn. Trời ơi. Đây, cho các bạn xem nhé. Ok. Wow. Các bạn có thể thấy hiệu ứng này. Đó, khi mà mình lui lại thì các bạn thì thấy hiệu ứng nó đổ về sau này các bạn. Đem xem này nè. Từ từ đi cái con này. Vội vàng. Chết. Mình bơi rồi. Các bạn tự thấy là cái này nó cũng tăng tốc chạy nha các bạn. Đấy, chạy rất là nhanh luôn. Đó rồi. Mày đâu rồi, ra đây. Ra đây. Lên đây. Lên bờ. Nhanh, lên bờ. Không có kiểu bố láo như thế được. Lên bờ chơi. Rồi, lại đây. Mình nghi là cái con này mình chém hai phát là nó chết thôi. Một phát này đấy. Làm phát nữa này. Quá mạnh các bạn ơi. Cái này mà đem xin toàn thật sự là bá đạo. Nhưng mà các bạn thấy là những cái vật dụng mà các bạn cầm ra để mà chế tạo ra được nó rất là khó khăn các bạn ạ. Đấy, để mà chế tạo ra cái thanh kiếm như thế này nó rất là khó khăn. Và các bạn để ý một điều là khi mà các bạn cầm, các bạn chém ấy, thì cái giáp của cái thanh kiếm này các bạn này, cái mà độ bền ấy, thì nó rất là trâu nha. Nãy giờ mình chưa thấy nó nhảy độ bền luôn này. Có thể là các bạn sẽ sử dụng nó vĩnh viễn luôn ấy. Đấy, cho nên là nó rất là mạnh nha. Rồi, test những cái kiếm đó một thời gian rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là mình sẽ sử dụng cái công thức đó như thế nào cho các bạn xem nhé. Để cho các bạn tin chắc chắn 100% là mình có thể sử dụng cái công thức để mà chế tạo ra những cái thanh kiếm này nha các bạn. Rồi, đây, mình sẽ chế tạo cái lưỡi kiếm trước nha. Rồi, đây, bây giờ mình sẽ đặt như thế này cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn đặt cái khối sắt như thế này. Sau đó các bạn đặt cái khối kim cương lên. Và các bạn đặt cái gói khối than ở đây là nó sẽ ra cái lưỡi kiếm. Đó. Rồi, đầu tiên là như thế. Tiếp theo đến với cái lưỡi kiếm. À, cái này các bạn phải làm hai cái lưỡi kiếm lận nhé. Một lưỡi kiếm thì không đủ. Tiếp theo, cái lưỡi kiếm trắng thì các bạn chỉ cần bỏ cái thạch anh này vào. Các bạn tạo ra được hai cái lưỡi kiếm trắng đúng không? Rồi. Rồi, để mà tạo ra được cái thanh kiếm ấy thì các bạn phải sử dụng cái que của quỷ lửa, cũng như là cái sao địa ngục và hai cái lưỡi kiếm để mà các bạn tạo nhé. Đây, mình sẽ làm cho các bạn xem luôn. Đó, đây. Ba. Thân. Wow, rất là mạnh. Đó, bây giờ mình sẽ có hai cây luôn này. Các bạn sẽ thấy là mình có hai cây lận đó. Rất là mạnh luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục sử dụng với cái lưỡi kiếm trắng nhé. Đây. Đó. Hai cây nha các bạn. Đấy, ra mình ra bốn cây. Wow. Cái này mình đem tàn sát thì nó lại hơi bị bá đạo các bạn. Một chém này. I'm sorry. Một chém. Rất là mạnh các bạn ơi. Wow. Đây. Hiện tại thì mình đang mặc được những cái bộ giáp kim cương rồi. Đó, cũng như là mình đang chuẩn bị cái táo phù phép để mà mình so sánh giữa thanh kiếm kim cương và thanh kiếm gọi là Blood Bowl này xem như thế nào nha các bạn.
mình đọc tiếng Anh thì nó không được chuẩn cho lắm nên các bạn thông cảm nhé. Bây giờ mình sẽ lấy cây quả trứng của quái thú đi rừng ra nhé. Rồi, xin tồn nào. Let's go. Nào. Chơi anh ta. Let's go đây. Mày chết mà con nào. Trời. Mình bị cái rồi. No. Hey. Hey. Táo bằng. Tráng gương bộ thẳng. Trời ơi. Nó chai thực sự đó các bạn, thì thấy là khi mà mình sử dụng cái thanh kiếm kim cương thì mình chơi nó rất là mất thời gian. Đó. Mình được một cái y ngựa này. Ok. Bây giờ mình sẽ dùng cái thanh kiếm gọi là thanh kiếm cuối cùng này. Sau này mình sẽ chơi với 4 con nha các bạn. 4 con. Hồi 5 con luôn đi, 5 con cho nó lẹ. Cho nó ngầu tí. Rồi. Nào, xin tồn. Chết, mình né xa ra. Nào, let's go. À để mình xem nè. Mình ngồi xuống có đỡ được không ta? Đỡ được nè. Hay quá, đỡ được. Wow. Một đứa rồi nha. Thôi, khỏi được. Mắt cân bằng quá. Nhào hết vào đây. Một lần đấy. Thôi, lấy như là đấy con. Nó chém lan luôn các bạn. Một phát chết hai con luôn. Trời ơi, ghê. Đâu. Ôi, từ anh trai ơi. Từ nào. Không thể nào mà chơi được với mình nữa. Mình quá bá đạo rồi các bạn. Đó. Đấy, bây giờ các bạn có thể thấy là cái thanh kiếm này nó quá mạnh đi rồi đúng không? Đó. Rồi. Thì ngồi những cái thanh kiếm này ra thì các bạn có thể nhập lệnh để mà lấy nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà chơi ở chế độ sáng tạo, các bạn thì nhập lệnh để mà lấy, để mà tìm hiểu xem là ở trong cái gói add-on này nó có những gì nha. Các bạn hãy ghi là giver này. Đó, giver. Các bạn cách ra ghi A cộng B. Cách ra tiếp các bạn ghi là OB. À, sword các bạn. Cái mà thanh vũ khí ấy. SWORGS. À không, 2 chấm. Đó, bây giờ mình sẽ bật cho các bạn xem này. Ở đây, đầu tiên là các bạn có thể thấy là một cái thanh kiếm màu xanh lá cây này. Thứ hai đó là cái thanh kiếm mà thanh kiếm cuối cùng. Đó, cái thứ ba đó là cái lưỡi kiếm màu đen. Cái thứ tư đó là cái gì ta, mình cũng không biết nữa. Nhưng mà nó ghi là The Dragon này. Đó. Và cái thứ năm, cái thứ sáu là hai cái thanh kiếm mà mình chưa giới thiệu cho các bạn. Đó, cũng như là cái đầu tiên mình cũng chưa giới thiệu này. Đó, các bạn có thể thấy là có rất nhiều vũ khí ở trong này. Đó. Cho nên là các bạn hãy tải về và trải nghiệm đi nhé. Còn những cái công thức này thì mình không nhớ cho lắm. Mình chỉ nhớ một vài công thức thôi các bạn. Nên cho nên là mình bay vào mình ngồi mình chuẩn bị cái này mất nửa tiếng đó các bạn. Wow, các bạn có thấy là mình đầu tư không? Nếu các bạn thấy mình thật sự đầu tư thì các bạn hãy like để mà ủng hộ mình nha các bạn. Cho mình có động lực để mà mình làm những cái video khác nó hay hơn gửi đến cho mọi người nha. Nãy giờ là mình chạy nhanh là chạy bình thường thôi nha các bạn. Mình chưa còn ấn 2 nút để cho nó chạy nhanh. Nhưng mà hiện tại đang là bầu trời đêm và các bạn thì thấy là có rất là nhiều zombie. Và bây giờ mình sẽ càn quét nó cho các bạn. Một gậy. Các bạn sẽ chơi. Một gậy. Wow. Rất là đã luôn các bạn ạ. Ê, chém hụt. Ok. Thanh niên là đang làm gì đây? Thanh niên đang làm gì đây? Ngáo này. Không thể hiểu nổi luôn. Trời ơi, mình đang sinh tồn ấy. Các bạn sẽ thấy là trời mưa này, rất là thích hợp để mà mình đi càn quét. Không sao. Nhào hết vào đây. Anh ta căng hết. Anh Ly Ti sẽ căng hết tất cả tụi zombie. Quá. Cực nhện à. Sao lại đi tắm thế này? Trời, đang chiến đấu với nhau mà đi tắm à? Không thể nào. Wow. Cả bầy dưới này nè các bạn. Ui. Xuống chơi với tụi bạn luôn. Rất là mạnh rồi. Không có cái gì có thể mà ngăn cản được mình luôn các bạn ạ. Đấy. Trời ạ. Quá là đã đi. Ở đây con này, đi ăn hiếp dân làng. Một trận chiến không cần sức các bạn. Đâu rồi. Đâu cả rồi. À đây. Đâu cả rồi. Tiếp. À, zombie ở trên mặt đất mà còn bà đạt xuống dưới nước này. Rồi, coi như là phần thắng đã thuộc về cho Ly Ti khi mà cầm cái cây kiếm rất là mạnh ở trong tay rồi. À, vẫn còn quá mặt bắt nổ mà. Thấy mình lạng ghê không? Đây. Ủa?
có chuyện gì đó nó sai sai ở đây. Một sự lát không hề nhẹ. Nhưng mà không, bây giờ mình sẽ chơi nó này đó. Tự nhiên nó vẫn còn mà tự nhiên nó nổ các bạn. Xạo thực sự. Đó là một điều không thể chấp nhận được. Tại vì máy mình nó khá là lát các bạn. À, xin lỗi Iron Golem. Nhưng mà bây giờ mình sẽ test cái độ trâu bò của con cái kiếm này. Ủa, nó quá mạnh đi các bạn. Iron Golem cũng chỉ một phát thôi. Đấy các bạn, tôi thấy là nó quá mạnh đi. Rồi, tóm tắt lại thì các bạn thì thấy là cái gói add-on này nó rất là hay đúng không? Cho nên á các bạn thấy nó hay cũng như là các bạn thích cài nó cho cái việc mà sinh tồn của các bạn nó trở nên thú vị hơn, nó trở nên dễ dàng hơn thì các bạn hãy tải về và trải nghiệm ngay nó đi nhá. Rồi, nói chung là cái add-on ấy cũng chưa như vậy thôi nha các bạn. Rồi, và cái video của mình đến đây cũng khá là dài rồi. Cho nên mình xin tạm dừng clip này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy add-on này hay cũng như là cái video này hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy like cũng như là chia sẻ và ấn cái nút đăng ký để mà ủng hộ mình nha các bạn, để cho mình có những cái động lực cực kỳ là lớn để mình làm những cái clip khác hay hơn gửi đến cho tất cả mọi người nha. Rồi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Anh không còn yêu nữa. Bye. À thôi bye.